Hello, xin chào tất cả các bạn. Lần trước thì mình có review một cái box sạc robot. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành hàn thử cái cell và cái box này nha. Đây, trước mình có cái box robot, trước có quay video review rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ tiến hành là hàn cell và cái box này. Ok. Rồi, để hàn cell thì trước hết là chúng ta sẽ cần phải có một cái box này. Có bóc, các bạn để mua sẵn bóc hoặc là các bạn mua cái mạch sạc, một trong hai cái. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ phải chuẩn bị cell. Đây là những cái cell pin. Tùy theo là cái bóc bao nhiêu cell, ví dụ như cái bóc này 10 cell thì các bạn phải chuẩn bị khoảng 12 đến 14, 16 viên nhá. Mình phải chuẩn bị nhiều hơn để phòng cho cái trường hợp mà cell nó lỗi, nó ngỏm, có cái backup. Đây, cell thì các bạn có thể mua cái cell riêng và các bạn bóc từ laptop ra này. Đó. Đây còn rất nhiều cell. Nhiều bạn còn rất nhầm khái niệm cell và tụ nhá. Đây là con tụ, đây là cell. Hai cái này chỉ đều chức năng là chứa điện. Rồi. Tiếp theo khi chuẩn bị cell xong là chúng ta sẽ cần đến mỏ hàn. Mỏ hàn thì các bạn chuẩn bị một cái mỏ hàn sung này. Đây là chúng ta sẽ cần một cái mỏ hàn kim. Các bạn có mỏ hàn dao thì tốt, nhưng mà mình chỉ có mỏ hàn kim này thôi. Đây mình có một cái mỏ hàn này, keo nến này, để tí nữa chúng ta sẽ gắn cell vào này, chiếc hàn này, nhựa thông các kiểu, gọi là mỡ hàn này, đồng hồ để tí nữa đo dung lượng của cell này, kéo kìm các kiểu, rồi ok, và cả cái giấy ráp nữa này. Ngoài ra thì các bạn chuẩn bị thêm cái phần dây điện để chúng ta nối cell nhé, hoặc là các bạn dùng cái miếng thiếc này. Hôm nay thì mình sẽ dùng cái dây điện thôi, trước để hôm nay làm video sau. Video đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra cái cell này. Rồi. Thực ra kiểm tra cell thì có những cái máy rất là chuyên dụng, có thể đo được điện áp nội trở của cell. Thông thường nếu mà với cái đồng hồ bình thường như này thì các bạn có thể chỉ đo được cái điện áp thôi. Còn nội trở thì thực ra chúng ta vẫn có thể đo được bằng cách mình sẽ tính toán một chút. Cái chỉ số khi mà cell khi chạy tải và cell khi không có tải, xong rồi chúng ta sẽ tính ra được cái nội trở của nó, nhưng mà cái công thức nó tính khá là nhằng. Ngoài ra thì trên thị trường nó có bán sẵn những cái máy mà chúng ta có thể đo được nội trở. Rồi, và để đo được nội trở các bạn nhớ rằng cell phải có đã sạc rồi nhá, nó phải có điện áp trong các bạn mới đo được. Ở đây thì mình chỉ đo là có điện áp thôi, còn nội trở thì tính sau. Đây, ví dụ như một con cell này thì rồi sau khi mình bóc hết những cái này ra, các bạn bóc hết những cái này ra cho mình nhá.
Rồi sau khi các bạn bỏ hết những cái thiếc này các thứ đi này, chúng ta sẽ tiến hành đo thử là chúng ta sẽ lấy những cái viên nào còn điện áp nhá. Rồi mình sẽ đo thử viên nào còn điện áp thì mình lấy. Thường là trên 2V là các bạn có thể sử dụng được. Cái này yếu quá. Ví dụ một cái viên như này thì cái cực phẳng như này của nó, cái này có cái thế hàn sẽ là cực âm. Còn đây cái cực này nó hơi nhô nhô mà nó có hình như cái vành bánh xe ấy, thì nó sẽ là cực dương. Cái này còn 3V này. Còn ok này. Được 2V. 2V. 2-3V. 2V. 2V này. 2V được. Con này hơi tụt. Còn một bên hơi tụt mình sẽ để lại. Được 2V. 1V. 3V này. 2V. Viên này chết các bạn. Viên này còn nó không nhảy kim luôn. Như vậy 4 viên này thì này ạ. Mình có một viên nữa này. Xem viên này xem nào. Viên này 2V được. Rồi bây giờ mình sẽ lọc ra những cái viên mà mới đo được ok. Chúng ta sẽ ráp vào. Đây, các bạn bố trí như này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn nhé. Trước